Quý vị à, và ngay bây giờ thì Việt Trung sẽ kể cho quý vị ba cái điều mệt mỏi mà cái tuần nào Việt Trung cũng gặp phải hết. Đó chính là đầu tiên là việc rửa xe. Mỗi tuần thì ít nhất phải rửa xe 2 lần. Và đặc biệt là trong cái thời tiết mà mưa nắng rất là bất thường vậy, là mỗi tuần ít nhất phải rửa 3 lần. Mà mỗi lần như vậy đem ra một cái tiệm rửa xe rất là mất thời gian, mất thì giờ, mất công sức và mất tiền bạc nữa. Và cái điều mệt mỏi thứ hai quý vị có biết là gì không? Đó chính là mỗi tuần mình lại thấy những cái người thân của mình ở trong nhà lại họ lại phải dùng những cái công cụ rất là thô sơ để có thể lau chùi những cái khoảng sân trước nhà, hoặc là thậm chí ở trên những cái mảng tường rất là cao, và tưới cây nữa, nó cũng rất là mệt mỏi. Và điều mệt mỏi thứ ba đó chính là những cái vùng, những cái nơi như là Việt Trung ở, cái nước nó rất là yếu và rất khó để chúng ta có thể sử dụng nguồn nước đó để chúng ta có thể lau chùi hoặc là dọn vệ sinh. Đó chính là ba điều mệt mỏi mà Việt Trung luôn gặp mỗi tuần. Và ngày hôm nay thì Việt Trung đã thấy được một sản phẩm để có thể giúp cho Việt Trung có thể tiết kiệm được cái thời gian, đỡ mệt mỏi hơn, tiết kiệm công sức rất là nhiều. Đó chính là chiếc máy phun xịt áp lực cao với thương hiệu Kachi. Và ngày hôm nay chiếc máy này đem đến với tất cả quý vị với một chức năng, với nhiều chức năng mới đã được cải tiến hơn. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là trong cuộc sống của mình nó rất là nhiều những cái điều mệt mỏi đúng không ạ? Nhưng vậy là có nghĩa là ngày qua ngày chúng ta phải tìm được những giải pháp để giải quyết những điều mệt mỏi đó. Và trong đó đó chính là sản phẩm là máy phun xịt rửa, có rất là nhiều những chức năng khác nhau, áp lực cao đến từ thương hiệu Kachi quý vị nha. Và Kachi là trở thành một cái thương hiệu rất là quen thuộc trên VTV Hyundai Home Shopping rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay quay trở lại với một cải tiến mới màu xanh rất là bắt mắt và rất là nhỏ gọn quý vị nha. Và cải tiến cụ thể như thế nào thì một chút xíu nữa chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Tuy nhiên cái phần cải tiến đầu tiên mà chúng tôi mong muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người đó chính là cải tiến về giá đi. Và cái điều này thì tất cả mọi người chúng ta đang rất là quan tâm đúng không ạ? Làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu dòng sản phẩm này ngay tại nhà của mình để có thể rửa xe một cách cực kỳ đơn giản hiệu quả nè, cũng có thể là rửa những mảng sân vườn, làm sạch sân vườn nè, cũng như là tưới cây nữa đúng không nào? Đó, đặc biệt là những cái vùng nào nếu mà chúng ta không có được cái nước mà áp lực nó tốt, nó đảm bảo và nó đều như vậy thì sẽ như thế nào? Đó, với mức giá ngày hôm nay cực kỳ hấp dẫn đúng không Việt Trung? Một mức giá vô cùng hấp dẫn thưa quý vị. Giá chính hãng đó chính là 2.490.000 đồng. Và nếu như dành cho quý vị đang theo dõi trên kênh VTV Hyundai Home Shopping thì giảm ngay 500.000 đồng. Và ngay bây giờ giá chỉ là 1.990.000 đồng mà thôi. Bảo hành chính hãng 1 năm. Bên cạnh đó quý vị còn nhận được một món quà nữa, đó chính là một cây lau nhà thưa quý vị. Và khi sở hữu chiếc máy này thì đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là chiếc máy chính với công suất động cơ là 1.700W, rất mạnh mẽ, giúp cho quý vị chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ với chiếc máy này. Thứ hai đó là một cái kim thông ống nè. Rồi tiếp theo là một đầu lọc nước nè, một vòi phun nè, một súng phun nè, một khớp nối nè, rồi một bộ lọc nước nè, một bình đựng xà phòng, một dây hút nước. Và bên cạnh đó cuối cùng đó chính là chúng ta còn có thêm 5 mét dây phun áp lực cao nữa. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhận được một phần quà tặng, đó chính là một cây lau nhà giúp cho những người nội trợ trong gia đình chúng ta có thể dọn dẹp vệ sinh trong nhà rất đúng là rồi, dễ dàng. Quý vị, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là với trọn một bộ sản phẩm như thế này thì có rất là nhiều những cái chi tiết nó nhỏ lúc nãy mà Việt Trung đã chia sẻ cùng với tất cả chúng ta đúng không ạ? Và bây giờ thì chắc là mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng ngắm nhìn lại cái phần chính của dòng sản phẩm này đi, đó chính là phần thân máy quý vị nha. Phần thân máy của Kachi lần này được cải tiến rất là nhiều luôn. Đầu tiên là kích thước của nó, nếu mà mọi người đã theo dõi VTV Hyundai Home Shopping thì chúng ta thấy là kích thước nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Chính quý vị nha. Tuy nhiên thì khi mà quý vị cầm lên thì sẽ thấy hơi nặng hơn một chút xíu. Lý do là vì sao ạ? Tại vì là ở phía bên trong của nó là cái bộ phận cái motor á, nó làm bằng đồng nguyên chất quý vị nha. Cho nên nó là sẽ có thể là sử dụng trong một khoảng thời gian rất là lâu dài và rất là bền luôn. Ngoài ra nữa thì với dòng sản phẩm này chúng ta có thể là theo dõi cái phần áp lực nước, chia sẻ cùng với tất cả mọi người luôn. Đó chính là một cái chiếc đồng hồ áp lực nước như thế này quý vị nha. Và cái áp suất nước có thể lên tới là 83. Từ đó thì chúng ta có thể là mình thay đổi cái phần áp lực nước trong gia đình của chúng ta và chuyển tăng áp lực nước nhiều hơn để có thể phun xịt một cách dễ dàng hơn. Và ngoài ra nữa thì có một điều quản quý rất là thích của chiếc máy này. Có nhiều quý vị khách hàng chúng ta hay đặt câu hỏi là phun xịt nước rồi nước nó xịt tùm lum lỡ chúng vô máy thì sao, đặc biệt là phần công tắc. Thì ở lần này sản phẩm của chúng ta có một cái lớp silicone ở phía bên ngoài để bảo vệ công tắc mọi người nha. Cho nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm luôn. Rồi và bên cạnh đó đây chính là cái nơi để có thể là thay đổi áp suất nước. Như vậy là đầu ra của nước ở đâu? Đó chính là cái chiếc súng ở phía bên trên đây nè. Đó, với chiếc súng như thế này thì mọi người cũng có thể thấy là có một sự cải tiến nhẹ nhẹ đúng không ạ? Là nó ngắn hơn khá là nhiều nè, cũng như là có khá là nhiều những cái công tắc. Đây là một cái phần công tắc để chúng ta ấn mở là để mở cái phần đầu này ra. Đó, còn đây chúng ta còn thấy thêm là cả thêm một công tắc để ghim vào cái phần vòi xịt áp lực cao mọi người nha. Và ngoài ra nữa là với dòng sản phẩm này thì quan quý chia sẻ thêm một điều là nếu mà nhà của chúng ta có các bé nhỏ mà lỡ mà chúng ta cầm vào những cái chiếc súng như này mà lỡ bấm vào một cái rồi áp lực nước cao xịt ra rất là nguy hiểm đúng không Trung? Đó, như vậy
thì chúng ta còn có thêm là cả là một cái chiếc nút. Đó, chiếc nút này là một cái khóa an toàn. Đó, quý vị chỉ cần ấn vào thôi là bây giờ là không thể nào bất ngờ được. Đó, đảm bảo an toàn những thành viên trong gia đình của mình đúng không nào? Đó, và như vậy thì chúng ta có thể là hoàn toàn an tâm kết hợp với chiếc thân máy, với chiếc súng. Và ngoài ra nữa, chúng ta còn có thêm là một cái phần ống như thế này. Với phần ống nước, chúng ta có thể là lấy nước một cách trực tiếp, không cần ghim thẳng vào nguồn nước mọi người nha. Chúng ta có thể lấy là mình bỏ trong một cái xô nước và có cả bộ phận rọc nước nữa đúng không Việt Trung? Và như Quang Quý vừa chia sẻ về cái bộ phận mà hồi nãy cũng rất là quan trọng, cũng như là một cái cải tiến của dòng máy Kachi này thưa quý vị, đó chính là chúng ta có thêm một cái bộ lọc như thế này kèm theo một cái dây. Tại vì quý vị có biết sao không, có những cái nơi á mà nguồn nước á chúng ta nó không có được sạch lắm, nó có cặn rồi, nó có cát, nó có bùn nè, nó sẽ khi mà hút lên á nó sẽ bám vào bên trong máy, sẽ làm cho máy của chúng ta nó bị giảm tuổi thọ. Cái điều đó là một cái điều phải nói là rất nguy hiểm. Và những nơi nào, đặc biệt là những nơi mà nước yếu thưa quý vị, là chúng ta cần có một cái xô, chúng ta không thể nào mà kéo một cái dây quá dài mười mấy 20 mét, nó rất là khó chịu để chính với cái nguồn nước chính. Thì ở đây chúng ta có thể hoàn toàn lấy một cái xô nhỏ gọn như thế thôi, sau đó chúng ta bỏ một cái bộ lọc vào, chúng ta có một bỏ một cái dây ống nước vào rồi. Như vậy đó là chúng ta đã hoàn thành xong công đoạn chuẩn bị để chúng ta có thể thực hiện với chiếc máy phun rửa áp suất cao đến từ Kachi này rồi. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là dòng sản phẩm ngày hôm nay rất là dễ dàng đúng không ạ? Với máy phun rửa áp lực cao đến từ thương hiệu Kachi được cải tiến rất là nhiều, nhỏ gọn nè, hạn chế tiếng ồn đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là mình di chuyển đến khắp mọi nơi. Bây giờ thiệt ra vì Trung Quang Quý đang tưởng tượng là tới những cái nơi chẳng hạn như là vùng quê ở nhà Quang Quý đi. Đó, nước nhiều khi là áp lực không có cao nè. Rồi như vậy cứ mỗi khi mà chúng ta nối vào cái ống nước á, xong cái tự nhiên mình cầm cái mình xịt ra như thế này á, cái tự nhiên cái dòng nước á nó xịu xuống vậy nè, nó xịu xuống vậy. Chắc chắn là tất cả mọi người chúng ta đã có những tình trạng như vậy đúng không ạ? Nước chảy ra xịu xuống, nước chảy ra xịu xuống, không thể nào rửa được cái gì cả. Đúng rồi, cho nên là với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm, có thể kết nối trực tiếp cùng với nguồn nước nè, cũng có thể là mình hút nước trực tiếp từ một chiếc xô, một chiếc thau nào đó mà chúng ta chuẩn bị sẵn. Còn bây giờ thì mọi người nhớ, với dòng sản phẩm lần này khi mà chúng ta hút trực tiếp từ phần xô nước á, thì sau khi mà chúng ta mở công tắc lên, thì khi mà chúng ta ấn á, thì mình nhớ là mình phải ấn từng cái một á, nhẹ trước. Làm sao ạ? Đó chính là lý do là để cho cái phần nước có thể là được hút lên vào bên trong phần máy của chúng ta. Mình chỉ cần ấn nhẹ như thế này thôi và chiếc máy của chúng ta đang làm việc. Đó, đó, nước đã được hút lên rồi. Để Quang Quý đưa xuống một chút xíu, sợ nước xịt tùm lum chúng vào máy quay. Đó, bây giờ là ấn vào nè. Bây giờ nước đang được có thể là cùng với cái phần thân máy được hút lên nè. Và từ đó là thay đổi cái phần áp suất và cũng như là áp lực nước ở phía bên trong. Đó, và tự nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy là với việc là có thể là thay đổi đó. Mọi người thấy không ạ? Chúng ta chỉ cần đợi trong khoảng thời gian là không tới một phút đúng không ạ? Thấy phần nước của chúng ta được hút lên rất là nhanh đúng không nào? Rồi, đó, 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 đó. Rồi bây giờ thì ở trong sân vườn của chúng ta sẽ có những cái khoảng sân nó dơ nè, thậm chí là có những cái viên gạch như này nè. Bây giờ là khoan, giờ bây giờ Việt Trung phải đi lấy một cái miếng bìa để cho vợ Quang Quý thử xem mà nó bắn. Đó, bây giờ nè, mọi người thấy không ạ? Áp suất rất là mạnh, chúng ta có thể xịt cả một cái viên gạch như thế này. Đó, xịt đi. Đó, xịt bắn luôn mọi người nha. Và như vậy là những cái khoảng sân của chúng ta nếu mà có dơ nè, bám rong, bám bụi nè, mọi người cũng có thể xịt một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng thôi. Đó, bây giờ là mọi người có thể là theo dõi từ ở phía bên trên xuống nè. Bây giờ mọi người xịt lại một lần nữa nha. Đó, thấy không ạ? Xịt tới đâu là sạch tới đó, chúng ta có thể là hạn chế được cái phần công sức của mình mọi người nha. Rồi, và có một điều nữa Quang Quý muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người, đó chính là hình như áp lực hơi mạnh đúng không? Không đó phải là hơi mạnh đâu mà rất là quá mạnh, vì chúng đã dùng cái này để chặn lại. Đúng rồi, đó là hết người. Có một cái phần đầu xịt của chúng ta nè, bây giờ Quang Quý chỉ cần xoay nè, bây giờ hướng về máy quay cho tất cả mọi người cùng thấy nha. Quang Quý chỉ cần xoay như thế này nè, thì cái phần tiết diện của cái vòi xịt của chúng ta sẽ thay đổi, khiến cho cái phần áp suất của nước cũng sẽ có sự thay đổi luôn. Rồi bây giờ thì Quang Quý sẽ để vào trong cái chiếc bồn của chúng ta và xịt lại một lần nữa, tại vì nếu mà giờ xịt thẳng là mọi người không có coi tivi được nữa đâu. Rồi khoan, hồi nãy Quang Quý lúc mà bắt đầu khởi động máy thì không biết quý vị có để ý ra một cái sự thay đổi đối với dòng Kachi này với những dòng Kachi trước không? Đó chính là cái tiếng máy nó phát ra, đúng rồi, nó đã giảm rất là nhiều, nó không bị cái tiếng xịt một cái tiếng máy nữa, rất là khó chịu này, nó đã giảm rất là nhiều rồi. Đó, mọi người thấy không ạ? Rất rồi, là nhanh chóng và tiện lợi. Rồi thôi, bây giờ mình thử luôn cho mọi người thấy, để cho mọi người thấy cái này sự ra là có thử thách đúng không? Thử thách đây, mình sẽ cầm ra cho Quang Quý cũng như là tất cả mọi người chúng ta thấy được rằng là với này, cái máy này nó sẽ mạnh như thế nào đây. Rồi, Việt Trung sẽ cầm được không? Để xuống đây nè. Đó, rồi bây giờ mọi người ơi, chúng ta sẽ cùng nhau là thấy là xem với dòng sản phẩm lần này mấy cái áp suất của chúng ta nó sẽ như thế nào mọi người nha. Bây giờ 1, 2, 3 tàn nát cái bìa cạc tông,
tan nát. Một tấm rồi, bây giờ cho hai tấm nữa coi. Rồi, hai tấm nha. Hai tấm luôn. Rồi, mọi người nhìn kỹ nha. Mọi người nhìn kỹ nha. Wow. Vẫn tan nát cả hai. Thôi bây giờ thêm tấm nữa đi, lỡ rồi chơi lớn luôn cho mọi người thấy gáp. Rồi, bây giờ thêm một tấm nữa. Quay ngang qua cho tất cả mọi người cùng thấy nè, cái độ dày của nó nè nha. Đó, độ dày của ba tấm bìa cạc tông như thế nào nè. Đó, bây giờ nè, bây giờ chúng ta hãy cùng xem là với ba tấm bìa cạc tông như thế này thì liệu sản phẩm của chúng ta, cái phần áp suất nước có thể là bắn được cùng một cách mạnh mẽ hay không nha. 1 2 3 bắn nha. Rồi, xuyên qua luôn. Xuyên qua luôn. Rồi. Anh từ từ, Quang Quý sẽ bấm cái lỗ to xíu. Rồi, mọi người ơi, chúng ta thấy không ạ? Xuyên qua cả ba tấm bìa cạc tông của chúng tôi luôn. Mọi người, chúng ta cũng có thể là hoàn toàn an tâm nói chuyện chung đang quơ cái phần tay của mình. Rồi bây giờ nè, cho Quang Quý mượn ba tấm bìa cạc tông nè. Quay ngang cho tất cả mọi người thấy nha. Cái độ dày là sao luôn Quang Quý? Nào ạ? Đó, rồi. Có thể là xuyên qua luôn tới như thế này. Cho nên là chúng ta cũng có thể là cảm giác vô cùng yên tâm với dòng sản phẩm lần này. Chúng ta có thể là mình phun xịt rửa rất là nhiều những cái khoảng sân của chúng ta, đặc biệt là những phần sân nào á mà nó bị dính rong, dính rêu rất là nhiều, đúng không ạ? Đó, một chiếc máy rất là nhỏ gọn này thôi, cho nên là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sở hữu cùng với chương trình trong lần này mọi người nha. Đó, chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị rất là hợp lý trong dàn nhà của chúng ta nè. Với dòng sản phẩm lần này, mức giá chính hãng là 2.490.000 đồng mọi người nha. Chúng tôi giảm ngay 500.000 đồng đến cho tất cả mọi người, chỉ còn 1.990.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Và không dừng lại ở đó, trong chương trình lần này chúng ta còn có thêm quà tặng kèm theo nữa, đó chính là một cây lau nhà để chúng ta có thể là cùng nhau là vệ sinh nhà cửa cùng với những thành viên trong gia đình của mình, đúng không Trung? Rồi, vì thế nên ngay bây giờ quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhấc máy lên và gọi điện đặt hàng ngay với chúng tôi đi nhé. Máy phun rửa áp lực cao Kachi, thiết kế chắc chắn, gọn nhẹ, tiết kiệm không gian, trọng lượng vừa phải, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm nước, tiện lợi hơn nhờ vòi bơm chất tẩy rửa trực tiếp. Bên cạnh đó, sản phẩm lần này máy phun rửa áp lực cao Kachi công suất mạnh mẽ với công suất động cơ lên tới 1700W quý vị nha. Nhiệt độ nước tối đa là 50 độ C, nguồn cung cấp điện áp là 220V 50Hz, phù hợp với điện áp của Việt Nam. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong thời gian 1 năm. Máy phun rửa áp lực cao Kachi có gì khác biệt? Đó chính là nằm ở motor cảm ứng từ nên thân máy rất thon gọn, giúp tiết kiệm không gian. Độ ôm thấp, phần lõi motor quấn bằng dây đồng, nâng cao tuổi thọ máy. Công suất là 1700W, vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, chiếc máy còn có áp lực phun là 83 cho hiệu quả phun rửa xe, rửa sân vườn cực sạch và nhanh chóng tự hút nước từ sâu chậu mà không cần kết nối trực tiếp với nguồn nước. Máy phun xịt rửa Kachi, không sợ nước yếu, chẳng ngại nước mạnh, chỉ sợ không có nước. Và với lần này thì sản phẩm của chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị máy phun rửa áp lực cao Kachi, giá nhà cung cấp 2.490.000 đồng. Ngày hôm nay trên VTV Hyundai chúng tôi giảm ngay 500.000 đồng quý vị nha, chỉ còn 1.990.000 đồng mà thôi. Sản phẩm bảo hành chính hãng 1 năm. Không dừng lại ở đó, chúng ta còn có thêm quà tặng nữa, cây lau nhà cao cấp. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping. Và đi kèm với máy phun rửa áp lực cao Kachi đó chính là vòi phun 5m dây phun áp lực, 1 bình định xà phòng, 1 súng phun, 1 dây hút nước, 1 bộ lọc nước, 1 đầu lọc nước, 1 khớp nối và 1 kim thông ống. Believing forever. Reach up now, I can stop time. Tonight I can cross star lines. One breath, one step, and into forever. Rise up now, this is our night. Paint the sky with your life. One step, deep breath, and into forever. When we get free, we're eternity. Let's hold on forever. Now we're together. When we break free, to eternity. Now we're together. Believing forever. Rồi quý vị, vừa rồi chúng ta đã thấy được Quang Quý đã thử nghiệm với chiếc máy này, nó đã sử dụng như thế nào rồi, đúng không ạ? Và với một cái áp lực rất lớn như vậy thì chắc hẳn rằng sẽ rất là phù hợp cũng như là tiện lợi cho tất cả mọi người trong rất nhiều những hoạt động trong nhà. Ví dụ như là quý vị, chúng ta có thể rửa về xe máy nè, rửa ô tô nè, và một trong những cái phần mà rất là khó rửa đó chính là những cái mảng sân ở trong nhà. Chúng ta phải dùng những cái cây chổi chà hoặc là những cái cây phải chùi rất là mệt mỏi, như mất 2 tiếng đồng hồ chỉ để chùi một cái sân thôi. Nhưng mà với chiếc máy phun rửa áp lực cao của Kachi này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và sẽ là một trong những người bạn phải nói là rất là giúp ích cho mọi gia đình để chúng ta có thể làm sạch.
Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy là với cái phần đầu vòi có thể thay đổi được cái phần áp lực nước đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng ngay nè, sau khi mà chúng ta xịt phun rửa ở dưới sàn đúng không nào? Chúng ta có thể là mình chĩa lên trên để mình có thể là tưới cây một cách cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi. Và với dòng sản phẩm mới này, thiệt ra là bản thân Quang Quý mỗi khi mà thấy những cải tiến mới của Kachi thì Quang Quý rất là thích, cho nên là đã có thể là trốn Việt Trung và trốn tất cả mọi người. Trước khi quay chương trình lần này, Quang Quý đã lén lấy một cái chiếc máy để ra hiện trường để có thể là trải nghiệm xem như thế nào. Và ngay bây giờ mời tất cả mọi người hãy cùng Quang Quý trải nghiệm dòng sản phẩm mới đến từ thương hiệu Kachi này nha. Xin chào tất cả mọi người, bây giờ thì Quang Quý sẽ giới thiệu một cách cụ thể hơn về dòng sản phẩm máy xịt rửa cao áp đến từ thương hiệu Kachi ngày hôm nay với rất là nhiều những sự cải tiến mới mẻ mọi người nha. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn ngắm qua trọn một bộ sản phẩm như thế này. Đó chính là đây, đó chính là chiếc thân máy rất là nhỏ gọn thôi mọi người nha. Bên cạnh đó thì còn có thêm là một cái phần ống này để nối phần thân máy cùng với phần súng của chúng ta để có thể là phun xịt nước ra phía bên ngoài. Ngoài ra thì còn có thêm là một cái phần chiếc kim nhỏ như thế này. Với chiếc kim nhỏ như thế này thì chúng ta có thể là mình sử dụng để mình loại bỏ những cái phần bụi bẩn hay là cặn bẩn ở cái đầu ống xịt của chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta phun xịt. Bên cạnh đó nữa thì còn có thêm cái phần ống nước như thế này. Ngoài ra nữa thì nếu như mà tất cả quý vị chúng ta muốn là lấy nước từ trong một cái chiếc xô hay là một cái nguồn nước nào đó mà không phải là vòi nước hay là ống nước, và mình sợ những cái phần cặn bẩn thì có thêm là đến chính là một cái bộ lọc mọi người nha. Đây là bộ lọc sẽ giúp loại bỏ sạch những cái phần cặn, những cái phần đất cát bụi khi mà chúng ta phun xịt và cũng như là lấy nước vào ở phía bên trong chiếc máy của mình. Và nếu như mà tất cả quý vị muốn sử dụng chiếc máy này để chúng ta có thể là rửa xe của mình, là xe ô tô, xe máy, thì mình còn có thêm là cả một bình để đựng xà phòng nữa. Và đây chính là cái phần thanh súng rất là nhỏ gọn và vừa tay như thế này. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào từng chi tiết của bộ sản phẩm lần này mọi người nha. Đầu tiên đó chính là phần thân máy. Với thiết kế rất là cải tiến mới của dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Kachi thì mọi người cũng có thể yên tâm với cái phần thân máy, mặc dù rất là nhỏ gọn, tuy nhiên thì nó sẽ có một cái độ nặng nhất định. Quang Quý khinh lên như thế này thì thấy là có vẻ nặng hơn những dòng sản phẩm cũ. Và cái độ nặng như thế này là điều thứ nhất, đó chính là chứng minh cái phần thân máy ở phía bên trong bộ sản phẩm, những cái vòng quay của nó thì đều làm từ chất liệu đồng nguyên chất, cho nên mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm luôn, sử dụng trong một khoảng thời gian rất là lâu dài. Và bên cạnh đó, với cái khối lượng nó nặng như vậy á, thì trong cái quá trình hoạt động sẽ hạn chế những cái phần tiếng ồn gây sự khó chịu cho những thành viên trong gia đình của chúng ta. Chia sẻ thêm cùng với tất cả mọi người luôn, đây chính là một cái phần đồng hồ để chúng ta có thể là theo dõi cái phần áp suất nước. Áp suất nước của mình sẽ có thể là thay đổi tùy thuộc vào khi mà mình xoay cái đầu của cái cây súng như thế này. Đó, và chúng ta có thể theo dõi để mình biết được áp suất nước của nó như thế nào. Và khi mà chúng ta xịt nước như thế này và lấy phần nước vào trong chiếc máy, nhiều người sẽ đặt một cái câu hỏi là nếu mà lấy nước vào máy rồi sau đó là nước mà nó lỡ nó văng đến những cái bộ phận khác, nó bị chập mạch chập điện thì như thế nào, đặc biệt là ở phần công tắc. Thì mọi người cũng có thể yên tâm, ở đây phần công tắc với thiết kế cải tiến đã có phủ một lớp silicon ở phía bên ngoài để giúp bảo vệ là nước sẽ không lọt vào ở phía bên trong. Từ nãy tới giờ nói chuyện với mọi người, Quang Quý sử dụng mà một tay của mình để cầm máy thì cũng thấy hơi nặng rồi đó. Đó, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những thao tác để có thể kết nối chiếc máy này cùng với những cái phần bán súng cũng như là phần ống nước mọi người nha. Rất là đơn giản thôi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cũng có thể là mình theo dõi cái phần thanh súng của chúng ta nha. Phần thanh súng của chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần nút khác nhau. Phần nút này để cho mình có thể là mình gỡ cái phần đầu của phần vòi súng ra và có thể là ghép lại một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Chúng ta nhớ và bấm nút vào đây nha. Rồi đây chính là một cái phần nút để chúng ta có thể là kết nối cùng với cái phần vòi nước mà mình chỉ cần bấm vào mà thôi. Đó, và mình ấn vào. Đó, như vậy là xong rồi đúng không ạ? Và ở cái phần cò súng thì mọi người cũng có thể là yên tâm, tại vì bình thường với những chiếc máy xịt rửa cao áp, nếu mà gia đình của mình có những bé nhỏ mà chúng ta không biết và chúng ta không để ý kỹ, và các bé tự nhiên lại thấy súng hay quá xong cái cầm lên lỡ mà bấm vào một cái thì sẽ rất dễ là xảy ra những cái phần tai nạn đúng không ạ? Cho nên là với thiết kế mới đã có một cái phần khóa an toàn ở đây. Đó, mọi người chỉ cần ấn vào mà thôi. Đó, ấn vào, ấn lại. Đó, chỉ cần ấn vào thì mình không thể nào bắn được nữa. Và khi mà mình mở ra đã có thể bắn một cách dễ dàng rồi đúng không nào? Và sau khi mà chúng ta nối phần dây vào với phần súng rồi thì cái phần đầu còn lại chúng ta sẽ nối trực tiếp vào trong phần thân máy mọi người nha. Chúng ta chỉ cần ấn vào đây và xoay 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 mà thôi. Mọi người chúng ta lưu ý là trong cái lúc mà chúng ta set up như thế này, chúng ta mà gắn và cài đặt như thế này thì chúng ta nhớ là đừng có ghim điện hoặc cũng như là mở công tắc nha, để đảm bảo an toàn những thành viên trong gia đình của mình. Đó, rất là nhanh rồi đúng không ạ? Như vậy thì đầu còn lại chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kết nối cùng với phần ống nước ở đây. Phần ống nước thì trong bộ sản phẩm cũng đã có chuẩn bị sẵn là một đầu nối và cũng như là cái phần đầu để có thể là gắn trực tiếp vào trong đầu nối này. Với phần đầu nối này thì quý vị chúng ta chỉ cần là ấn vào và xoay như thế này thôi. Đó, chúng ta có thể là rất là dễ dàng và thuận tiện và nhẹ nhàng nữa chứ.
Đó, và sau đó thì chúng ta chỉ cần lấy cái phần đầu nối màu vàng vàng như thế này nè, chúng ta gắn trực tiếp, chỉ cần đẩy mạnh vào thôi nha. Đó, đẩy mạnh vào. Đó, như vậy là đã xong rồi mọi người ơi. À, với cái phần đầu ống nước còn lại như thế này, Quang Quý đã cắt ngắn cho tất cả mọi người chúng ta có thể là theo dõi. Với phần đầu ống nước này chúng ta có thể nối trực tiếp cùng với phần vòi nước trong gia đình của chúng ta. Tuy nhiên nếu mà trong gia đình của mình chúng ta không muốn kết nối trực tiếp vào vòi nước cũng như là chúng ta mong muốn di chuyển ra những cái nơi khác mà độ dài của cái ống nước này không cho phép, thì quý vị cũng có thể hoàn toàn dễ dàng chúng ta đổ nước vào trong những cái xô, những cái chậu, những cái thau nó to to một chút xíu và từ đó mình lấy nước trực tiếp từ đó cũng được mọi người ạ. Nhưng mà để đảm bảo cái quá trình mà chiếc máy của chúng ta có thể hoạt động với công suất thật là tốt và thật là mạnh mẽ thì chúng ta cần thêm một cái phần bộ lọc như thế này và chúng ta gắn trực tiếp vào cái phần đầu ống nước như thế này. Đó, rất là nhanh chóng đúng không nào? Và ở đây thì Quang Quý đã chuẩn bị sẵn một cái phần xô nước rồi. Đây, để chúng ta có thể hút nước từ trong xô nước này ra và mình sẽ có thể là tận dụng ngay cái phần nước này để mình có thể là phun xịt ở những cái nơi trong gia đình của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta cũng có thể là ấn một cách rất là nhẹ nhàng vào cái phần cọ súng như thế này để có thể là phun xịt nước ra ngoài. Đó, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Không ngại nước yếu, không sợ nước mạnh, chỉ sợ là gia đình của mình không có nước mà thôi mọi người nha. Cùng với dòng sản phẩm là máy xịt rửa cao áp đến từ thương hiệu Kachi, chúng ta có thể là kết nối một cách cực kỳ dễ dàng với nguồn nước ngay tại gia đình của mình mà thôi. Và bên cạnh đó, nếu mà nhà của mình có một những cái trường hợp như sau, nếu mà cái dây ống nước của chúng ta không đủ dài đúng không ạ, hay là bên cạnh đó nước ở nhà chúng ta quá yếu thì như thế nào, chúng ta sẽ có một cái biện pháp để có thể thay thế, đó chính là đây, Quang Quý đã chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần múc nước bỏ vào trong một cái xô mà thôi và sau đó chúng ta chỉ cần ghim đầu ống nước vào với phần bộ lọc, có thể là lọc sạch những cái cặn bã hay là những cái phần bụi bẩn đó để duy trì cái phần nước sạch của chúng ta, cũng như là thông qua cái phần máy cao áp này thì có thể là thay đổi cái phần áp suất nước giúp cho phần nước của chúng ta xịt ra mạnh mẽ hơn. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể là kết nối cùng với cái phần bình để đựng xà phòng như thế này để rửa xe một cách sạch sẽ hơn. Còn bây giờ mời tất cả quý vị hãy cùng Quang Quý rửa xe nha. Như vậy là chúng ta đã làm ướt xe xong rồi. Và sau quá trình này thì bước tiếp theo sẽ làm gì? Đó chính là gắn phần bình đựng xà phòng vào trong cây súng của chúng ta. Đó, gắn vào. Đó, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Và từ đó thì mình có thể là rửa xà phòng trực tiếp luôn để giúp cho chiếc xe của chúng ta sạch và bóng hơn. Xong rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã thấy là mình đã có thể rửa xe một cách cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi cùng với sản phẩm máy xịt rửa cao áp đến từ thương hiệu Kachi, công suất cực kỳ mạnh mẽ là 1700W. Và bên cạnh đó là với phần đầu vòi của ống súng này có thể là thay đổi cái phần tiết diện của nó để làm thay đổi cái phần áp lực và áp suất của phần nước, cho nên là chúng ta có thể sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau. Bên cạnh việc là chúng ta có thể rửa xe thì mình cũng có thể sử dụng ngay để xịt rong rêu, đặc biệt là ở những cái mảng bám ở trong những cái khoảng sân của mình, và chúng ta cũng có thể thay đổi để tưới cây một cách cực kỳ dễ dàng. Và ngay bây giờ mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm với Quang Quý nha.
năng lực cao Kachi với công suất động cơ lên tới 1.700W, nhiệt độ nước tối đa là 50 độ C, nguồn cung cấp điện áp là 220V 50Hz. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong thời gian 1 năm. Và bên cạnh đó, máy phun rửa áp lực cao Kachi lần này có gì khác biệt so với các loại máy trước đây? Hãy cùng điểm qua quý vị nha. Motor cảm ứng từ cho nên thân máy thon gọn hơn nè, giúp tiết kiệm không gian và làm cho độ ồn của chúng ta giảm xuống thấp hơn quý vị nha. Phần lõi motor quấn dây đồng nâng cao tuổi thọ máy, công suất 1.700W mạnh mẽ, áp lực phun 83 cho hiệu quả phun rửa xe nè, rồi rửa sân vườn cực kỳ sạch sẽ và nhanh chóng luôn, tự hút nước từ xô chậu mà không cần nối trực tiếp với nguồn nước. Máy phun rửa Kachi không sợ nước yếu, chẳng nghe nước mạnh, chỉ sợ không có nước. Máy phun rửa áp lực cao Kachi, giá của nhà cung cấp là 2.490.000 đồng, giá trên VTV Hyundai Home Shopping ngày bây giờ chỉ là 1.990.000 đồng, giảm ngay 500.000 đồng cho tất cả quý vị. Và sản phẩm này sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm, bên cạnh đó còn nhận được một quà tặng, đó chính là cây lau nhà. Máy phun rửa áp lực cao Kachi bao gồm vòi phun 5m dây phun áp lực, bình đựng xà phòng, súng phun, dây hút nước, bộ lọc nước, đầu lọc nước, khớp nối và kim thông ống. Quý vị hãy nhớ kiểm tra một cách kỹ càng tất cả những bộ phận này trước khi có thể chi tiền đến với nhân viên bán hàng của VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha, để đảm bảo cho tất cả chúng ta. Wow, như vậy là chúng ta vừa thấy Quang Quý thử nghiệm ở ngoài trời đúng không ạ? Và ngay ở ngoài trời với những cái điều kiện rất là khó khăn như vậy, nhưng mà chiếc máy phun rửa áp lực cao Kachi này cũng đã làm rất tốt công việc của mình. Đây chắc chắn sẽ là một người bạn, nó là rất là hữu ích. Và ngay có thể là sau chương trình này thì Việt Trung chúng ta sẽ sắm một cái người bạn này trong nhà của mình đây. Ủa vậy hả? Vậy là Việt Trung muốn hả? Việt Trung muốn sắm thì Quang Quý cũng không có ngại chia sẻ giá cho Việt Trung mà nhớ mua nha. Và thưa quý vị, nhắc lại một lần nữa mức giá mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Trong dòng sản phẩm lần này chúng ta có thể sở hữu ngay với mức giá chính hãng là 2.490.000 đồng quý vị nha. Giảm ngay 500.000 đồng cho tất cả mọi người. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong thời gian 1 năm. Ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping chỉ còn 1.990.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Chúng ta sẽ có ngay một chiếc máy để có thể là gia tăng áp lực nước trong gia đình của mình, sử dụng với rất là nhiều những mục đích khác nhau. Không dừng lại ở đó, còn được tặng thêm là một cây lau nhà rất là tiện dụng để cho chúng ta có thể lau chùi một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi, đúng không nào? Đúng rồi. Và như vậy là thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã gần sắp hết rồi. Vì thế nếu như mà ngay bây giờ quý vị chúng ta vẫn còn đang băn khoăn á, thì đừng ngần ngại mà chúng ta hãy gọi điện thoại ngay đến số tổng đài để có thể được đặt hàng. Số điện thoại tổng đài hiện đang hiển thị trên màn hình của quý vị và sẽ miễn phí giao hàng trên 63 tỉnh thành cho tất cả quý vị luôn nha. Và còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.